Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là một bài viết trong sách Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì. Bài viết có tựa đề Nghề báo chí, giữ tâm tử tế, tự tôn với nghề. Khách mời phỏng vấn, nhà báo Phạm Gia Hiền. Bài viết được biên soạn bởi ban biên tập của Spy Room. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Nhà báo là người kể chuyện. Theo luật báo chí do Quốc hội khóa 13, kỳ họp 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016, báo chí được định nghĩa là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các hình ảnh báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Định nghĩa này cũng đưa ra những mảng chính của lĩnh vực báo chí. Báo in, loại hình báo chí có nguyên liệu chính là chữ viết, tranh ảnh được in ra để phát hành tới bạn đọc. Báo in là loại hình chỉ chung báo in và tạp chí in. Báo nói, sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn và phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau. Báo hình, hình ảnh là nguyên liệu chính, được kết hợp với tiếng nói, âm thanh, chữ viết. Báo điện tử, loại hình báo chí bao gồm báo điện tử và tạp chí điện tử, sử dụng kết hợp chữ viết, hình ảnh, âm thanh và được đăng tải trên môi trường mạng. Khi tham gia lĩnh vực báo chí, bạn có thể lựa chọn ra các vị trí làm việc cụ thể như sau. Đầu tiên là phóng viên. Có nhiệm vụ thu thập tin tức, quay chụp tư liệu và viết tin. Bạn sẽ xây dựng đề cương báo chí, thực hiện bài viết theo chỉ đạo của trưởng ban biên tập, chịu trách nhiệm cho các tin bài mình thực hiện. Phóng viên bao gồm hai mảng nhỏ. Phóng viên thường trú và phóng viên ảnh. Phóng viên thường trú là đại diện có thẩm quyền của một tòa soạn, hãng truyền hình, đài phát thanh tại một địa bàn trong nước hoặc là ngoài nước với một khoảng thời gian nhất định. Bạn chịu trách nhiệm thu thập, theo dõi, phản ánh kịp thời những sự kiện, những tin tức và vấn đề tại địa bàn của mình để đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng. Phóng viên ảnh là người ghi lại và xử lý hình ảnh tại cơ quan của báo chí. Bạn cần có kiến thức và kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh để chụp được những tư liệu chất lượng, truyền tải được thông tin của báo chí. Tiếp theo là biên tập viên. Người biên tập bản thảo do phóng viên và cộng tác viên thực hiện, kiểm soát và nâng cao chất lượng của tin bài cả về hình thức lẫn nội dung. Thông thường, chủ yếu biên tập viên sẽ làm tại các tòa soạn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều biên tập viên cũng chủ động ra ngoài tìm tin, viết bài và tự biên tập. Thư ký tòa soạn, bạn được coi là cánh tay phải của tổng biên tập tòa soạn. Bạn có nghiệp vụ và trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực báo chí, có kinh nghiệm dày dặn trong nghề, có sự nhạy cảm và am hiểu sâu sắc với tình hình chính trị, văn hóa, xã hội cũng như là những kỹ năng sản xuất các tin bài chất lượng về nội dung và hình ảnh. Bạn sẽ không trực tiếp ra ngoài lấy tin, mà chủ yếu là kiểm soát từng tin tức, bài báo được xuất bản hàng ngày tại tòa soạn của mình. Cuối cùng là tổng biên tập. Người đứng đầu cơ quan báo chí là lãnh đạo của tòa soạn. Bạn chịu trách nhiệm về tư tưởng, nội dung, hình thức của tờ báo. Vị trí tổng biên tập sẽ được cơ quan chủ quản bổ nhiệm bằng văn bản pháp lý. Trên hành trình làm nghề, tôi được trải nghiệm đa dạng các thể loại báo chí, từ báo giấy, báo điện tử, báo hình đến podcast, cũng chứng kiến sự mạnh yếu khác nhau trong từng giai đoạn. 20 năm trước, khi tôi lần đầu tiếp cận với nhiều tác phẩm báo chí của các bậc đàn anh, tôi cảm nhận đây là những công trình kỳ công. Thế mà 20 năm sau đọc lại, tôi thấy có những bài viết ngô nghê quá, thậm chí là còn khiến tôi bật cười. Nhưng nếu ta tìm đọc những bài báo của thế hệ xa hơn nữa, thời của Vũ Bằng, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng hay là Tô Hoài, Nguyễn Công Hoan, ta thấy họ đã làm xuất sắc những điều báo chí Việt Nam hiện đại còn loay hoay và tìm giải pháp. Nhìn lại và so sánh, chúng ta có thể rút ra những bài học nhưng mà không nên đánh giá. Đọc một tác phẩm không chỉ là quá trình hấp thụ tri thức mà còn là cuộc đối thoại sâu sắc giữa ta với tác giả, để họ truyền đạt lại những hiểu biết, những cảm xúc và say mê cho ta một cách chậm rãi. Với tâm thế ấy, tôi cho rằng thế hệ cha anh đã có những bài báo sống trọn vẹn cuộc đời mình và kể trọn vẹn cuộc đời ấy thông qua những tác phẩm báo chí của mình. Nghề nhà báo, cơ hội và thách thức. Dù bạn làm báo hay nghề gì trong xã hội Việt Nam hiện nay, về cơ bản bạn sẽ ở hai tâm thế: đứng trong hệ thống và đứng ngoài hệ thống. Trong hệ thống, tức là bạn xác định là mình sẽ gắn bó lâu dài, có mức lương cố định và ổn định, thăng tiến theo thời gian, dựa trên năng lực và đóng góp. Tâm thế này đòi hỏi tính kiên trì, kỷ luật rồi mới đến sáng tạo. Bạn bắt đầu với vị trí phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn trong từ 5 đến 7 năm. Sau đó, bạn có quan hệ, có kinh nghiệm, có uy tín để làm những việc thuận lợi hơn, thu nhập cao hơn. Sau khoảng từ 8 đến 10 năm, có thể bạn sẽ được bổ nhiệm vào vị trí quản lý. Từ 10 đến 15 năm,
bạn có thể trở thành quản lý tầm trung hoặc là tương đối quan trọng trong cơ quan báo chí. Khi đó bạn sẽ có vị trí xã hội, mức thu nhập ổn định và có thể là cao. Tuy nhiên, với cách vận hành của báo chí Việt Nam, thường khi lên vị trí quản lý, người ta sẽ ít hoạt động báo chí theo đúng nghĩa chuyên môn, mà chuyển dần sang hoạt động tổ chức sản xuất, quản trị nhân sự, v.v. Nhìn chung, các nhà báo công tác cố định tại các cơ quan báo chí hiện tại có hai thu nhập chính. Đầu tiên là lương, tính theo bảng lương công chức nhà nước, thường gọi là lương cơ bản. Mức lương cơ bản không cao, khởi điểm khoảng gần 4 triệu một tháng, nhưng là sau khi bạn được ký hợp đồng chính thức. Tiếp theo là nhuận bút, tính theo quy định của từng cơ quan báo chí, thu nhập từ nhuận bút sẽ là phần đáng kể. Trong tòa báo có nhiều vị trí liên quan đến nội dung, cơ bản chia làm hai nhóm, sản xuất và biên tập. Nhuận bút tin bài sản xuất luôn cao hơn tin bài được biên tập hoặc là biên dịch lại. Ngược lại, lượng tin bài biên tập, biên dịch áp đảo về số lượng. Các tin bài đặc biệt tốt sẽ được chấm nhuận bút cao, có thể gấp vài lần mức thông thường. Tóm lại, thu nhập chính của một phóng viên trung bình là khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Thu nhập của một biên tập viên trung bình khoảng từ 8 đến 12 triệu đồng một tháng. Tâm thế thứ hai là ngoài hệ thống. Có nghĩa là bạn hoạt động như một cây viết tự do, không có vị trí và mức lương ổn định. Quả là một thách thức, bạn sẽ phải sống bằng năng lực sáng tạo. Mặt khác, thẻ nhà báo theo quy định chỉ được cấp cho những người công tác tại cơ quan báo chí từ 3 năm trở lên. Nên nếu bạn không phải là nhân sự có hợp đồng của cơ quan báo chí nào, thì rất có thể không được cấp thẻ, không hoạt động báo chí chuyên nghiệp được. Đổi lại, vị trí hoạt động như một cây viết tự do, bạn thoải mái cộng tác với nhiều cơ quan báo chí và truyền thông, có thể thu nhập sẽ cao hơn và chủ động hơn. Một lựa chọn khác là bạn sẽ đầu quân cho các cơ quan báo chí nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Như vậy, bạn sẽ là phóng viên quốc tế nhưng vẫn không được xét cấp thẻ nhà báo của Việt Nam. Một thế giới kết nối qua ngòi bút. Nghề báo rất thú vị nhưng đòi hỏi cái tôi riêng biệt và tố chất sáng tạo nổi trội. Bạn cần thấu hiểu bản thân một cách sâu sắc trước khi quyết định theo đuổi báo chí, bởi sẽ rất lãng phí nếu bạn bỏ ra quá nhiều thời gian rồi nhận ra tố chất của mình không đủ để làm nghề. Đừng chỉ nghĩ chuyện bạn thích nghề này nghề kia, hãy xem nghề bạn chọn có thích bạn hay không đã. Cũng đừng bị tác động bởi kỳ vọng, bởi truyền thống gia đình hay những mối quan hệ của bố mẹ trong ngành, bởi báo chí là nghề chọn người tương đối khắc nghiệt. Nếu phải dành một lời khuyên cho các bạn, tôi sẽ nói, nếu đã xác định đam mê và có tố chất về nghề, bạn có thể thử ngay bây giờ. Hãy viết dù bạn mới chỉ là học sinh cấp 3, là sinh viên đại học. Hãy viết dù bạn không có bằng cấp, hãy kiên trì theo đuổi một đề tài, một nhân vật dùng ngòi bút của mình để thay đổi cục diện tốt đẹp hơn. Và nếu bạn kiếm cơ hội thực tập, đừng ngại ngần gõ cửa văn phòng của tôi. Với tôi, bản thân sự mạnh dạn ấy đã đủ để chứng minh bạn xứng đáng có một cái gật đầu. Nếu bạn nói với tôi, em thích nghề báo, nhưng em không chắc chắn mình thích tới đâu. Câu trả lời của tôi sẽ luôn là, bạn hãy thử ngay bây giờ. Nếu bạn đi được đường dài, đó là may mắn của bạn. Còn nếu bạn không cảm thấy phù hợp, chí ít thì bạn cũng đã tiết kiệm được nhiều thời gian để nhận ra điều đó và chọn cho mình một con đường khác. Con người đã sáng tạo ra bao công cụ kết nối, từ điện thoại, tin nhắn đến mạng xã hội, nhưng thế giới chúng ta vẫn lạnh lẽo và rời rạc quá. Những quốc gia rời rạc, những con người rời rạc, chúng ta cần những người kết nối, những người kể chuyện, những người kể cho chính quyền rằng dân sống khổ ra sao, thuyết phục nhân dân rằng làm chính trị khó như thế nào. Nói cho bạn bè quốc tế về một Việt Nam đích thực và thực hiện hóa những giấc mơ trời Tây vốn xa hoa. Đó là vẻ đẹp của nghề báo, là trái ngọt bạn thu lượm được sau toàn bộ công sức và thời gian dùng ngòi bút để kết nối thế giới này. Nếu các bạn thích bài viết này, thì các bạn có thể mua sách Người trong môn nghề, ngành xã hội nhân văn có gì để ủng hộ chúng mình. Đừng quên like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình là Pink Dot. See ya!